Sáng ngày 1 tháng 3, tại di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao bằng công nhận ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương cho thành phố Đà Nẵng. Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm, Hán Nôm được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng Ngũ Hành Sơn, với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua quan triều Nguyễn, cao tăng, trí thức, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Phát biểu tại lễ đón nhận, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ, đây là niềm vinh dự, tự hào của đất nước Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Trước đó, ngày 26 tháng 11 năm 2022, tại hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là một trong 9 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO vinh danh.